Tôi cũng chưa kịp có mặt trong trận đấu hồi giữa tuần của đội, nhưng tôi cũng đã thấy nhiều tín hiệu khả quan. Tinh thần và năng lực của các cầu thủ khiến tôi rất lạc quan về tương lai. Nhưng tôi biết mình cần sớm có những kết quả tích cực. Và lần gần nhất mà Newcastle giành chiến thắng trước Arsenal trên sân Emirates đã diễn ra cách đây 11 năm. Và các anh có nghĩ rằng ngày hôm nay thì họ có thể lặp lại được điều đó hay không? Cái dự đoán của anh về hiệp 1 của trận đấu này ạ? Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu tươi bừng bàn thắng. Hy vọng hiệp 1 sẽ là một đều. 1-0 cho Arsenal, đó là lựa chọn của tôi. Vâng, hôm nay tôi xin được hỏi lại anh Minh Việt là 1-0 cho đội bóng nào? Tôi nói là nhiều bàn thắng và một đều cho hiệp 1. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tới ngay với sân vận động Emirates để đón xem hiệp 1 trận đấu giữa Arsenal và Newcastle. Chương trình này được tài trợ phát sóng bởi Sơn Expo, sơn của thời đại mới. Sơn Expo, nhân mã bóng đẹp, nhanh khô và siêu cứng, sơn kẽm hai thành phần, siêu cứng. Sơn Expo, sản phẩm mới, công nghệ mới. Sơn Expo, nhanh mã bóng đẹp, nhanh khô và siêu cứng, sơn kẽm hai thành phần, siêu cứng. Sơn Expo, sản phẩm mới, công nghệ mới. Sơn House, tự hào mang đến giải pháp lọc nước chuẩn sạch tinh khiết. Công nghệ